Kính thưa quý vị khán giả, vừa qua, Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức buổi tập huấn với chủ đề Kỹ năng làm cha mẹ cho phát triển toàn diện của trẻ thơ với sự tham dự của các cán bộ nữ công chuyên trách và đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động. Tại buổi tập huấn, các cán bộ nữ công chuyên trách, đoàn viên công đoàn đã được báo cáo viên là Tiến sĩ Ngô Thị Thanh Mai, khoa Công tác xã hội, Học viện Phụ nữ Việt Nam chia sẻ những kiến thức về các nội dung như kỹ năng nuôi dạy trẻ theo hướng tích cực, giúp trẻ phát triển sự đồng cảm với người khác, biết lắng nghe, biết chia sẻ, cách để hiểu và cư xử đúng với trẻ, cách khen ngợi và khuyến khích trẻ, dẫn dắt hành vi của trẻ. Đây là cơ hội để các cán bộ nữ công, đoàn viên công đoàn học hỏi, trao đổi và chia sẻ những phương pháp nuôi dạy con khoa học, tạo nên môi trường gia đình lành mạnh, đồng hành cùng sự phát triển của thế hệ tương lai. Từ đó áp dụng vào thực tiễn, không chỉ trong gia đình mà còn trong công tác nữ công công đoàn. Qua cái lớp này thì là rất là tốt cho cán bộ công đoàn vì mình sẽ về mình chia sẻ về cho người lao động. Và hiểu về cách làm cha làm mẹ và cách để làm cho tốt nhất cho con về phát triển về tâm lý, về trí tuệ và về sức khỏe để người lao động có thể là an tâm chăm lo trong công việc để làm sản xuất tốt nhất.